Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Trung Hoa Sử Ký. Ngược dòng thời gian, trở về hàng trăm năm trước, khi đó, trên đại ngàn phương Bắc, nước Liêu đã bước qua thời gian hưng thịnh và dần đi tới những hồi kết của thời đại. Thiên thời đã điểm, sự suy tàn của triều đại này chính là thời cơ cuột khởi của một vương triều khác. Giữa thời loạn thế, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã quy phục lòng người, thống nhất các bộ lạc người Nữ Chân, lật đổ sự thống trị của người Khiết Đan và nhà Liêu, tạo dựng một trong những vương triều hùng mạnh nhất, đó chính là Đại Kim. Xuyên suốt thời kỳ tồn tại của mình, Đại Kim đã từng đè bẹp nước Tống trong nỗi nhục Tĩnh Khang vạn kiếp bất phục, đánh cho vó ngựa Mông Cổ chạy rẽ khói trước khi Thành Cát Tư Hãn xuất thế, hay biến Tây Hạ thành kẻ chư hầu trung thành của mình. Vậy thì rốt cuộc, câu chuyện về vương triều nổi tiếng này là như thế nào? Họ đã bước trên hành trình kiến quốc và trở thành bá chủ Trung Nguyên, nhưng cuối cùng đã phải suy vong ra sao? Hãy cùng Battle Cry đi tìm câu trả lời trong video hôm nay nhé! Nữ Chân giữa thời loạn thế. Người Nữ Chân là một dân tộc sống lâu đời trên đại ngàn phương Bắc, chủ yếu dựa vào nghề đánh cá và săn bắt cũng như du mục để kiếm kế sinh nhai. Thời Đường, người Nữ Chân được gọi là Mạt Hạt. Đến thời Ngũ Đại thì bao gồm các bộ lạc như Hoàn Nhan Bộ. Những bộ tộc này sau đó đã thuần phục Bột Hải Quốc, một quốc gia cổ đại tại khu vực giáp danh của Trung Quốc và Triều Tiên ngày nay. Sau này, trong thời kỳ hưng thịnh của mình, Triều Liêu đã xuất quân đánh đông giải Bắc và trở thành bá chủ chân chính trên Thảo Nguyên, làm chủ một giải đất rộng lớn phía Bắc Trung Quốc, cũng như một phần lãnh thổ của Mông Cổ ngày nay. Bột Hải Quốc cũng không thoát khỏi số phận bị Triều Liêu diệt vong. Bột Hải Quốc bị đả bại đồng nghĩa với việc người Nữ Chân dù muốn hay không, họ cũng phải thể hiện sự thuần phục với người Khiết Đan và triều đại Liêu. Dưới sự chèn ép của Liêu Triều, người Nữ Chân đã không được sống một cuộc đời yên ổn, mà trở thành những nô lệ thấp hèn không hơn không kém. Họ bị đánh đập, bị bóc lột, bị tra tấn, sống không bằng chết, tiếng ai oán vang vọng khắp đại ngàn phương Bắc, nhưng không ai nghe thấu. Đến thời kỳ Vãn Liêu, triều đình trung ương suy yếu nặng nề, đất nước hỗn loạn, thù trong giặc ngoài đã khiến Liêu Thiên Tộ Đế thi hành nhiều chính sách bóc lột hà khắc gấp vạn lần đối với người Nữ Chân, không ngừng đòi hỏi cống phẩm nhiều lên qua từng năm, thậm chí còn tra đạp bách tính Nữ Chân một cách thậm tệ. Giữa sự hỗn loạn của thời cuộc, những bộ tộc Nữ Chân đã quyết định sẽ cùng nhau đứng dậy phản kháng, chống lại sự tàn bạo và thối nát của Triều Liêu. Nòng cốt của cuộc nổi dậy này chính là Hoàn Nhan Bộ, một trong những bộ tộc hiển hách nhất của người Nữ Chân. Chủ trương của Hoàn Nhan Bộ là tạo ra một khối thống nhất, một đế chế riêng của người Nữ Chân, tổng hợp sức mạnh của các bộ tộc để từ đó có thể đối đầu sòng phẳng với người Liêu và các quốc gia đến từ khu vực Triều Tiên ngày nay. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tài gang khi mà mộng ước về một tộc Nữ Chân thống nhất và phồn thịnh chỉ mới manh nha xuất hiện trong đầu những quý tộc Hoàn Nhan Bộ, thì Cao Ly lập tức đánh hơi thấy mùi phản loạn. Mặc dù đã mất đi hoàn toàn quyền kiểm soát với người Nữ Chân vào tay nước Liêu, nhưng do vị trí cư ngụ của người Nữ Chân nằm tại đất cũ của người Bột Hải Quốc, khu vực sát sườn phía tây của Cao Ly, nên nếu tự dưng ở đây xuất hiện một quốc gia sẽ là một mối đe dọa với họ. Chính vì lẽ đó, người Cao Ly đã quyết định sẽ diệt sạch những mầm mống phản loạn ngay từ trong trứng nước để tận diệt mối họa quốc gia này. Khi Hoàn Nhan Bộ bắt đầu cử các sứ thần nhằm thống nhất các bộ tộc người Nữ Chân đang nằm rải rác tại khu vực Hạt Lã Điện, ngày nay là khu vực đông bắc của Bắc Triều Tiên, Cao Ly nhân thế mà đưa quân đến đây trên danh nghĩa là khai khẩn đất hoang. Hai bên đụng độ với nhau, Cao Ly lại lấy cớ là Hoàn Nhan Bộ ngăn cản họ khai hoang nên lập tức tuyên chiến. Tháng 2 năm 1104, cuộc chiến tranh giữa người Nữ Chân và Cao Ly đã chính thức nổ ra. Quân Cao Ly với lợi thế áp đảo với quân số lập tức tràn vào Hạt Lã Điện như một con sóng dữ, khí thế che mờ nhật nguyệt. Nhưng tiếc rằng bên phía quân Nữ Chân cũng đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho trận tử chiến này. Hàng loạt các cạm bẫy được giăng ra khiến cho quân Cao Ly thảm bại, đành phải rút quân trong cái đắng. Chiến thắng này đã khiến cho tinh thần đoàn kết của người Nữ Chân tăng lên cực cao, chẳng khác nào một liều xúc tác mạnh đẩy nhanh quá trình thống nhất các bộ tộc. 3 năm sau đó, quân Cao Ly vì muốn trả mối hận năm nào nên đã tiếp tục hưng binh phạt Nữ Chân một lần nữa. Lần này, quân số của họ đem theo gấp nhiều lần đợt trước. Một đội tinh binh lên tới 17.000 quân mang tên Biệt Vũ Ban đánh thẳng vào đất của người Nữ Chân. Người Nữ Chân dù có dũng mãnh, thiện chiến, thế nhưng trước một lực lượng quá chênh lệch, họ cũng chỉ đành bỏ chạy, trốn vào những nơi hiểm yếu, chờ ngày quật khởi. Người Cao Ly chiếm được đất của người Nữ Chân, liền cho xây dựng 9 tòa thành lớn tại Hàm Hưng, Tây Bắc Triều Tiên ngày nay, tạo thành một mạng lưới vừa để phòng thủ, vừa để tấn công nhằm dễ dàng cai trị. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, triều đình Cao Ly có biến, quân chủ mới lên ngôi đang rất cần lực lượng để bình ổn triều cương nên đã có ý định
rút quân khỏi 9 tòa thành này. Chỉ huy quân Nữ Chân thời điểm đó là Ô Nhã Thúc nhận thấy thời cơ đã tới, liền bí mật cho sứ giả sang Cao Ly cầu hòa, hứa sẽ thuần phục như tiến cống đầy đủ. Cao Ly Đế thấy thế liền vui vẻ đồng ý, nhất tiễn song điêu, trả lại đất cho người Nữ Chân, vừa giúp ông ta có quân đội để bình định chiến loạn, vừa có được một nguồn tiền tài khổng lồ của người Nữ Chân, chẳng dại gì mà không đồng ý. Nhìn chung, trong suốt thời kỳ sơ khai của mình, dân tộc Nữ Chân đã phải chịu sự dày vò của người Liêu và Cao Ly quá lâu. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã tìm ra con đường của riêng mình. Bằng sự dũng mãnh, bản lĩnh chính trị thiên tài, cùng phần nào đó là sự may mắn, đã giúp Đại Kim có những căn cơ đầu tiên để kiến quốc. Nữ Chân hưng khởi, A Cốt Đả kiến quốc. Sau khi tiến hành hòa đàm với Cao Ly, về cơ bản, người Nữ Chân chỉ còn một mối lo duy nhất, chính là nhà Liêu. Năm 1112, khi Thiên Tộ Đế đến Xuân Châu tụ hội cùng với tù trưởng các tộc Nữ Chân, trong buổi thiết yến ngày hôm đó, Liêu Đế đã có nhiều hành động hạ nhục các lãnh đạo của tộc Nữ Chân, khiến cho ý định phản Liêu cũng từ đó mà nhen nhóm xuất hiện. Đến năm 1113, thủ lĩnh người Nữ Chân là Ô Nhã Thúc đã qua đời, một con người kiệt xuất đã thay đổi lịch sử của dân tộc một lần và mãi mãi, chính thức bước lên vũ đài chính trị, đó là Hoàn Nhan A Cốt Đả. Ông kế vị chức vụ lãnh tụ liên minh các bộ lạc Nữ Chân với tên gọi là Đô Bột Cực Liệt. Ông tích cực cho xây dựng thành lũy, chuẩn bị vũ khí, ngày đêm thao luyện binh mã, chờ đợi thời cơ tiến đánh nước Liêu. Lịch sử của người Nữ Chân chính thức sang trang từ đây. Một năm sau, thiên thời đã điểm, người Nữ Chân đã chuẩn bị binh hùng tướng mạnh, sẵn sàng xuất chiến. Hoàn Nhan A Cốt Đả lập tức thống lĩnh đại quân kéo tới đánh phá Châu Ninh Giang của nhà Liêu. Quân Nữ Chân hùng hổ tiến quân, khiến cho quân Liêu không phòng bị, thất bại liên tiếp, thành vỡ tưởng chết, thê thảm vô cùng. Mãi cho tới nhiều ngày sau, quân Liêu mới nhận được tin cấp báo. Tướng Liêu khi đó là Tiêu Tự Tiên cho rằng đám quân này chỉ là một lũ chuột nhắt phản loạn, chỉ một đòn là có thể đánh dẹp được, nên dẫn theo 7.000 quân cùng ông ta xuất chiến. Đại quân Liêu ngày đêm hành quân, chẳng mấy chốc đã chạm mặt quân Nữ Chân. Quân Liêu tập kết tại Suất Hà Điếm ở bên này của bờ sông Hỗn Đồng, trong khi quân Nữ Chân thì đóng ở bờ còn lại. Hai bên gằm ghè nhau, dự định sẽ tiến quân quyết chiến, nhưng khi đó trời đã tối nên chỉ đành hạ trại, chờ đợi bình minh vừa ló dạng sẽ bắt đầu tiến hành cuộc chiến. Thế nhưng, ngay trong đêm đó, A Cốt Đả đã nhân khi trời còn tối, lén nút đem quân vượt sông, bất ngờ tập kết quân Liêu. Do lực lượng không quá chênh lệch, lại được sự giúp đỡ của thiên thời, khi gió lớn bắt đầu thổi mạnh, bụi bay mù mịt, khiến cho quân Liêu đại bại, toàn bộ 7.000 quân tử trận, không còn một ai quay về. Tiếp đà chiến thắng, quân Nữ Chân đã tiến hành nhiều trận đại chiến, đánh bại quân Liêu và chiếm được một vùng rộng lớn ở khu vực Hắc Long Giang ngày nay, lãnh thổ được mở rộng chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Tháng Giêng năm 1115, tại Hoàng Đế Trại, nay thuộc A Thành, Cát Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Hoàn Nhan A Cốt Đả xưng đế kiến quốc, tức Kim Thái Tổ, định quốc hiệu là Đại Kim. Đến khi này, Liêu Thiên Tộ Đế mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Khi hay tin đại binh của Kim đánh đến trọng trấn của triều Liêu ở vùng Đông Bắc là Hoàng Long Phủ, ông ta lập tức điều 20 vạn kỵ binh cùng bộ binh đến phòng thủ vùng Đông Bắc. Thế nhưng, đám binh lính tập hợp vội vã này nào có còn là đối thủ của quân Kim. Toàn bộ các đợt viện binh đều bị quân Kim tinh nhuệ đánh cho thua tàn tác, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà mong tìm đường thoát thân. Tức giận vì việc đại quân bị tiêu diệt, Liêu Đế quyết định thần trình, dẫn theo đại binh trấn áp nước Kim. Thế nhưng, nội bộ triều Liêu bất ngờ xảy ra nội loạn nên ông ta đành phải từ bỏ kế hoạch. Chính bởi sự coi khinh của nhà Kim đã khiến cho người Nữ Chân có một cơ hội tuyệt vời để quật khởi và kiến quốc, mở ra những trang sử chói lọi trong lịch sử dân tộc. Liên tiếp những năm sau đó, chiến cuộc giữa Liêu và Kim diễn ra liên miên và đẫm máu. Nhưng với một đại Liêu bước vào thời kỳ mạt vận, người Nữ Chân nắm giữ hoàn toàn lợi thế. Tháng 5 năm 1116, quân Kim đánh thẳng vào Đông Kinh Liêu Dương Phủ, ngày nay thuộc Liêu Dương, Liêu Ninh. Đến năm 1120, quân Tây Lộ đánh chiếm Thượng Kinh Lâm Hoàng Phủ, nay thuộc Ba Lâm Tả, Nội Mông, triều Liêu để mất một nửa đất đai. Chưa dừng lại ở đó, triều Tống cũng đánh hơi được sự diệt vong của nhà Liêu đã tới rất gần, liền nhiều lần cho sứ giả tới mời mọc quân Kim cùng gia nhập với quân Tống để kháng Liêu. Có một câu nói rất hay, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Kim Thái Tổ nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận nhà Tống, Hải Thượng Chi Minh thỏa thuận cùng nhau chống Liêu cũng từ đó mà ra đời. Đến năm 1122, lúc này triều Liêu đã chút những hơi thở cuối cùng trước khi lìa đời. Quân Kim đánh thẳng một mạch tới Trung Kinh Đại Định Phủ, ngày nay thuộc Ninh Thành, Nội Mông. Thiên Tộ Đế chạy tới sa mạc Gobi. Đồng thời, một toán quân khác cũng đánh phá Tây Kinh Đại Đồng Phủ, nay thuộc Đại Đồng, Sơn Tây của Liêu. Triều Liêu về cơ bản đã diệt vong,
chỉ có một số tàn dư tiếp tục chạy lên phía Bắc, lập ra nhà Bắc Liêu, nhưng cũng chẳng còn đủ thực lực để đối chọi với nhà Kim. Quân Tống nhận thấy thiên cơ đã đến, liền hưng binh thảo phạt Nam Kinh của nhà Liêu. Nhưng quân Tống chỉ tiếc là không tin. Dù cho nhà Liêu đã sắp diệt vong, nhưng vẫn không thể công hạ. Cuối cùng, cùng đường bí lối, nhà Tống chỉ còn cách nhờ nhà Kim trợ chiến để tận diệt Liêu. Quân Kim xuất chinh, đi tới đâu là đồ xác quân Liêu tới đó, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Chỉ cần nghe tiếng ngựa quân Kim hí, nhìn thấy cờ xí quân Kim phấp phới từ xa đã khiến quân Liêu kinh hồn bạt vía. Không lâu sau đó, Nam Kinh của nhà Liêu thất thủ, Bắc Liêu cũng chính thức diệt vong. Quân Kim cho quân đi cướp bóc khắp vùng Yên Vân Tập Độc Châu, vùng đất trước đó đã bị Tống cắt cho nhà Liêu và rất muốn lấy lại. Sau đó, Tống và Kim chính thức hòa đàm để phân chia Yên Vân Thập Độc Châu. Nhà Kim đồng ý trao trả lại phần lớn vùng đất này cho nhà Tống. Nhưng cuối cùng, thứ về tay quân Tống chỉ là những tòa thành đổ nát do quân Kim đã cướp bóc hầu hết của cải. Năm 1123, Kim Thái Tổ qua đời, kết thúc cuộc đời của một chiến tướng lừng danh, một vị hoàng đế khai quốc vĩ đại của người nữ chân, người mở ra những trang sử chói lọi, khó có thể đọc lại. Dưới sự lãnh đạo của A Cốt Đà, chỉ trong vòng 10 năm, họ, những kẻ du mục nay đây mai đó, sống ở những đồng cỏ khô cằn phương Bắc, chỉ biết chém giết, đã thành lập một quốc gia, công hạ nước Liêu, gây kinh hãi cho toàn Trung Nguyên. Kim Thái Tổ A Cốt Đà qua đời, em trai ông là Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi kế vị, tức Kim Thái Tông. Sau khi lên ngôi, ông này thực hiện chiến dịch liên kết với Tây Hạ, khiến cho Tây Hạ thuần phục Kim, biến họ thành tay sai để tận diệt nhà Liêu. Năm 1125, Liêu Thiên Thộ Đế trước đó đã chạy trốn tới sa mạc Gobi, đã bị quân Tây Hạ bắt và giao nộp lại cho nhà Kim, kết thúc triều đại thống trị đại ngàn phương Bắc của người Kiết Đan. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hành trình kiến quốc của người nữ chân và vị lãnh tụ vĩ đại Hoàn Nhan A Cốt Đà. Hãy cùng chờ đón video tiếp theo để cùng xem đại Kim đã bước tới đỉnh cao của quyền lực, đẩy đọa nước Tống trong những nỗ nhục vạn kiếp bất phục và trở thành nỗi kinh hãi của toàn Trung Nguyên như thế nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Trung Hoa Sử Ký. Trong video kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hành trình hưng khởi và kiến quốc của người nữ chân. Từ những kẻ lang thang, nay đây mai đó, bị nhà Liêu đè đầu cựa cổ, dưới sự lãnh đạo của A Cốt Đà, chỉ trong vòng 10 năm, họ đã kiến tạo được vương triều hưng thịnh của mình. Trước là kiến quốc, sau là diệt Liêu, địch thủ tiếp theo mà người Kim muốn nhắm tới chính là nước Tống đang ngày một thối nát ở phương Nam. Vậy thì rốt cuộc, đại Kim đã từng bước tiến tới thời kỳ hưng thịnh bậc nhất như thế nào? Họ đã đẩy đoạn nước Tống trong nỗi nhục vạn kiếp bất phục ra sao? Hãy cùng Battle Cry đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Chiến tranh Tống Kim, quốc nhục thiên thu. Sau khi diệt Liêu, nhà Kim đã lộ rõ mưu đồ tranh bá. Kim Thái Tông lên ngôi, ngày đêm giáo diết thực hiện kế hoạch Nam Hạ để diệt Tống, mở mang cơ đồ cho đại Kim. Lợi dụng việc quân Tống chiêu hàng một tướng quân nổi tiếng của Khiết Đan là Trương Giác, trước đó từng quy thuận nhà Kim, Kim Thái Tông lập tức xuất binh cho quân quấy nhiễu biên cương nhà Tống. Nhưng Trương Giác với kỵ binh Khiết Đan tinh nhuệ đã kiên cường phòng thủ biên giới, khiến cho quân Kim không sao tiến được. Nhận thấy tầm nguy hiểm của Trương Giác, nước Kim gây sức ép với triều đình nhà Tống đòi giết Trương Giác. Vua Tống là một kẻ có mắt không tròng, lập tức chém ngay Trương Giác rồi cầu an với quân Kim. Không còn sự bảo vệ biên giới của kỵ binh Khiết Đan, 2 năm sau ngày Trương Giác bị xử tử, Kim Thái Tông đã chính thức nam tiến, quyết chiến bằng đường nước Tống. Với dã tâm to lớn, cùng với sự chuẩn bị từ nhiều năm trước, quân Kim đi tới đâu là đồ sát quân Tống tới đó, thế quân như trẻ tre. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nam Phạt, người Kim đã áp sát bờ Hoàng Hà, trực tiếp uy hiếp Biện Kinh, chứng kiến sức mạnh khiếp đảm của người Kim. Vua Tô nhà Tống đã tỏ ra hèn nhát tới tột độ. Tống Huy Tông còn hèn hạ, dưới sự thúc giục của các trung thần đã nhường ngôi cho thái tử là Triệu Hoàn. Còn ông ta thì lập tức bỏ đi tu đạo, bỏ mặc vận nước cho thái tử non trẻ gánh vác. Người ta thường nói, cha nào thì con ấy. Triệu Hoàn, tức Tống Khâm Tông, được các trung thần đưa lên ngôi, với mục đích là chấn hưng thiên triều. Nhưng sự ngu dốt và hèn nhát của vua cha dường như đã ngấm vào máu của vị hoàng đế trẻ tuổi. Quân Kim liên tục tắm các nỗ lực của quân Tống trong biển máu. Chứng kiến nỗi khiếp đảm mà bọn mọi dợ phương Bắc gây ra cho giang sơn xã tắc, Tống Khâm Tông đã kinh hãi tới mức ăn không ngon, ngủ không yên. Các chiếu cần vương lần lượt được phát đi, nhưng không có đạo quân nào tiến về cứu giá. Dưới sức công phá mãnh liệt của người Kim, thành trì của quân Tống liên tiếp sụp đổ, chỉ còn lại 2 thành là Thái Nguyên và Đại Đồng là còn chống cự ngoan cường.
Sự thất bại của các thành trì trấn giữ sông Hoàng Hà khiến Tống Khâm Tông ngày càng hoảng loạn. Vua Tống nửa muốn chạy, nửa muốn hàng, nửa thì muốn cắt đất, nửa muốn chống cự, nửa này nửa khác, chẳng biết phải làm sao. Dân chúng trong kinh sư thì hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Giữa lúc thế nước lâm nguy, triều đình hổ bại, có một đại thần tên là Lý Cương đã đem quân về ứng cứu. Trong cuộc chiến tại thành Cảnh Dương, ông đã trực tiếp chỉ huy quân Tống đánh lui những cơn cuồng phong được tạo ra bởi quân Kim. Trước sự hèn nhát của vua Tống cùng với các quần thần, chính Lý Cương là người đã kiên quyết chỉ huy quân Tống tử thủ tại Bị Kinh và ngăn cản Tống Đế bỏ kinh đô chạy về phía Nam. Lý Cương đã gọi cấm vệ quân cùng nhau hô nguyện tử thủ. Dưới sự chỉ đạo tài tình của ông cùng tinh thần quyết tử, quân Tống đã đẩy lùi được cuộc tấn công Biện Kinh của quân Kim. Tưởng như chiến thắng này sẽ giúp nhà Tống lấy lại chút thần uy, đánh đuổi quân Kim về phương Bắc, thì Tống Khâm Tông lại đề nghị cầu hòa với quân Kim. Kim Thái Tông cũng biết rằng thiên cơ giờ đây nằm trong tay quân Tống. May cho quân Kim là Tống Khâm Tông là kẻ hèn nhát nên mới bỏ lỡ, liền vội vã ký kết tuyên hòa hòa nghị. Nước Tống từ đó xưng thần với nước Kim. Tống Khâm Tông từ vị thế ngang hàng mà phải gọi Kim Thái Tổ là bác, xưng cháu. Cuộc chiến tranh Tống Kim lần thứ nhất đã kết thúc với sự thất bại nhục nhã dành cho nước Tống. Kể từ giây phút đó, nước Tống đã mãi bị người Kim đè đầu cưỡi cổ. Năm 1126, khi nhận thấy triều đình nhà Tống hỗn loạn, những trọng thần như Lý Cương đều đã bị trị tội và đã gây giao họa với nhà Kim, nên Kim Thái Tông đã quyết định nam hạ một lần nữa. Với lực lượng hùng hậu, với quyết tâm bắt sống vua Tống, quân Kim lập tức làm cỏ quân Tống trên các khu vực ngoại vi biên giới Tống Kim, một lần nữa tiến thẳng về Hoàng Hà. Không còn đại quân trấn thủ, quân Kim băng băng vượt sông Hoàng Hà, đánh thẳng vào Biện Kinh. Tướng nhà Tống là Trư Thúc Dạ đã ra sức thủ thành nhưng không phải là đối thủ của quân Kim. Biết rằng thế địch như hổ dữ, Trư Thúc Dạ cầu khẩn Tống Khâm Tông hãy chạy về phía Nam chờ ngày quật khởi. Nhưng tiếc rằng Tống Khâm Tông là kẻ hèn mọn, lại sĩ diện hão nên đã không chấp nhận đề nghị này, yêu cầu Trư Thúc Dạ cùng quân Tống trong thành dù có chết cũng phải tử thủ Biện Kinh. Quyết định sai lầm này sau đó đã khiến nhà Tống phải trả giá bằng nỗi quốc nhục thiên thu. Vài tháng sau, một viên tướng giữ cổng thành đã lén nút thông đồng với quân Kim, mở cổng thành cho giặc xông vào kinh đô. Quân Kim tràn vào Biện Kinh, mặc sức mà đổ sát dân chúng, nhấn chìm toàn thành trong biển máu. Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông bị bắt làm con tin. Quân thần nhà Tống nuốt nhục mà đầu hàng, ngậm đắng nuốt cay, bị giải về phương Bắc. Lịch sử gọi sự kiện này là Tĩnh Khang Chi Sỉ, một trong những nỗi nhục khó có thể rửa trôi suốt chiều dài lịch sử của Trung Hoa. Kinh đô bị công hạ, vua bị bắt đi làm tù binh lên phương Bắc, toàn bộ các sản vật bị cướp bóc, các phi tần, công chúa bị bắt đi làm ca kỹ, phục vụ cho quý tộc nhà Kim. Duy chỉ có Khang Vương Triệu Cấu là thành công chạy về phía Nam, kiến lập nên nhà Nam Tống, tức Tống Cao Tông. Suốt 100 năm sau đó, khi nghe từ sự kiện này, người Tống yêu nước đều rơi nước mắt vì căm giận. Cuộc chiến tranh Tống Kim lần thứ hai cũng theo đó mà kết thúc với chiến thắng tuyệt đối dành cho quân Kim. Dưới sự lãnh đạo của Kim Thái Tổ, người nữ chân đã từ phương Bắc xa xôi mà tràn xuống phía Nam, chiếm cứ những vùng đất mỏng mỡ nhất, đưa dân tộc của họ bước lên những nấc thang chói lọi trong lịch sử. Đại Kim thịnh thế. Sau khi diệt gọn nhà Tống, khiến cho Triệu Cấu chạy về phương Nam, lập ra nhà Nam Tống, Kim Thái Tông đã nhiều lần đem quân công đánh nhằm một trận diệt gọn, nhưng do những danh tướng như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung đã ra sức chống đỡ nên không thể nào công đánh được. Thế lực ở phía Nam đã tạm bình ổn, nhà Tống buộc phải tiếp tục xưng thần với nhà Kim. Điều này tương tự với Cao Ly và Tây Hạ, nhà Kim khi đó chính là bá chủ của khu vực Đông Á. Năm 1135, Kim Thái Tông qua đời. Tôn tử của Kim Thái Tổ là Hoàn Nhan Đản, tức Kim Hy Tông. Kim Hy Tông vốn là một vị vua theo đuổi phong cách của người Hán. Do ông từ nhỏ đã sớm tiếp xúc với nền văn hóa Hán, nên ngay khi lên ngôi, ông đã chủ trương thay đổi quan chế của nhà Kim theo phong cách của người Hán. Nhưng do thời điểm đó quyền lực rơi vào tay các đại thần cùng hoàng hậu, nên những cải cách này không được chú trọng tới nơi tới chốn, không được nắm thực quyền, khiến Kim Hy Tông ngày càng xấu não, chẳng còn tâm trí mà lo việc triều chính, ngày ngày đắm chìm trong tiểu sắc. Cuối cùng, để cho anh họ mình là Hoàn Nhan Lượng sát hại vào năm 1150. Hoàn Nhan Lượng sau đó cũng lên ngôi hoàng đế, tức Kim Phế Đế. Nhìn chung, ngay từ khi mới bước qua thời kỳ thịnh vượng, khi bá chiếm đất Tống, thì nhà Kim đã lâm vào những rắc rối từ việc tranh đoạt vương quyền. Nhưng may mắn sau đó, thời kỳ thịnh thế đã trở lại với người nữ chân. Sau khi chiếm ngôi, Hoàn Nhan Lượng đã tiếp tục đẩy mạnh chính sách xâm chiếm nước Tống, thống nhất Trung Hoa để phục vụ cho một mộng ước của mình. Ông ta cho giải đô tới Yên Kinh, tức Bắc Kinh ngày nay, đổi tên thành Trung Đô, đưa quân đội về dưới sự quản chế của triều đình, chuẩn bị sức lực
cho cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ khi nào. Do cướp ngôi từ tay Kim Hy Tông nên bản thân Hoàng Nhan Lượng cũng vô cùng nghi kỵ các thành viên trong tông thất, và sau đó hầu hết những người có thể đe dọa tới ngai vàng của ông ta đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, kế hoạch tận diệt Nam Tống chính thức được bắt đầu. Tháng 5 năm 1161, triều đình nhà Kim đã sai sứ giả sang Tống yêu cầu hoạch định lại biên giới, có ý định là muốn tạo cớ gây hấn. Nam Tống nhận thấy ý đồ của quân Kim, bắt đầu phòng bị chiến tranh. Một năm sau, hoàng đế Hoàng Nhan Lượng đã xuất đại quân từ Biện Kinh, phân binh làm bốn lộ, tiến hành nam trình. Bốn đạo quân của Hoàng Nhan Lượng hừng hực khi thấy tiến quân, đi tới đâu là đồ sát quân Tống tới đó, khiến cho người người kinh hãi, thể nước lâm nguy. Mộng ước thống nhất Trung Nguyên đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa lúc đang hừng hực sát tâm, quân Kim bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh. Nhân khi Hoàng Nhan Lượng chinh chiến, em trai ông là Cát Vương Hoàng Nhan Tụ ở Tây Bắc đã tạo phản, dẫn theo người Khiết Đan chiếm được một vùng đất rộng lớn, tự xưng là hoàng đế. Hoàng Nhan Lượng hay tin đó nhưng vẫn cố chấp vượt Trường Giang công đánh Nam Tống. Lòng quân khi đó vốn đã dao động nghiêm trọng nên khi vượt sông đã bị quân Tống đánh bại trong trận chiến tại Thái Thạch. Hoàng Nhan Lượng không chịu cam tâm thất bại nên có ý dời quân tới Dương Châu để vượt Trường Giang lần thứ hai, song đã bị bộ hạ phản đối mạnh mẽ. Cuối cùng họ phát động binh biến sát hại Hoàng Nhan Lượng. Quân Tống thừa cơ thu phục khu vực phía nam của Hoài Hà, tức Hoài Nam. Từ sau đó, quân Kim đã không còn phát động được cuộc chiến tranh nhằm diệt nước Tống một lần nào nữa. Giữa khi Hoàng Nhan Lượng chinh chiến với Nam Tống, các trung thần của Kim cũng lập Kim Thế Tông lên ngôi hoàng đế. Sau khi Hoàng Nhan Lượng bị giết chết, Kim Thế Tông đã xuất quân tới thống nhất Hoa Bắc, đánh đổ quân Tống khỏi biên cương, đồng thời đình chỉ phát động chiến tranh nhằm diệt Tống. Tuy nhiên, khi quân Kim không đánh Tống nữa, thì Tống lại tự dâng đất tới miệng Kim, lòng hừng Bắc phạt được phát động. Nhưng quân Tống sau đó đã bị quân Kim hành cho ra bã và buộc phải ký kết hòa ước đình chiến, nhượng lại một phần lớn đất đai cho nhà Kim. Ngoài việc phạt Tống, Kim Thế Tông còn điều binh chinh phạt Tây Hạ, Cao Ly, khiến hai nước này phải tiếp tục thuần phục Kim, đưa nhà Kim bước vào một thời kỳ thịnh thế mới. Sử cũ của nhà Kim thậm chí còn gọi Kim Thế Tông là Tiểu Nghiêu Thuấn, ý để so sánh công lao của ông với hai vị vua vĩ đại của Trung Hoa. Năm 1189, Kim Thế Tông qua đời do Thái tử Hoàn Nhan Doãn Cung mất sớm. Do vậy, nhi tử của Doãn Cung là Hoàn Nhan Cảnh, tức vị, tức là Kim Trương Tông. Tiền kỳ thời Kim Trương Tông, chính trị nhà Kim đã bị Hán hóa rất sâu, kinh tế rất phát triển, sự gọi là Minh Xương chi trị. Kim Trương Tông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nền văn hóa Hán, nên gần như dưới triều đại của ông, người Kim đã bị đồng hóa ngược, hoàn toàn bị văn hóa Hán chiếm lĩnh đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa. Tuy nhiên, Kim Trương Tông thì lại quá xem trọng việc phát triển văn hóa, sủng ái Lý Sư Nhi, sau phong là Nguyên Phi và ngoại thích Lý Thị cho họ quản lý việc triều chính. Hai thế lực này hiệp trợ cho nhau, mưu cầu tư lợi khi can chính, khiến cho cục thế chính trị vào hậu kỳ thời Kim Trương Tông dần trượt dốc. Cộng thêm Hoàng Hà gây lũ lụt và thay đổi dòng chảy, khiến quốc thế triều Kim dần suy thoái. Lúc này, quân sự của Kim dần đã bị bỏ bê, các bộ tộc Mông Cổ ở phương Bắc đã nổi lên. Kim Trương Tông từng phái binh tới Mông Cổ, đồng thời kích động các bộ lạc Mông Cổ tàn sát lẫn nhau, song hiệu quả thu được thì không lớn. Cuối cùng, Thành Cát Tư Hãn đã thống nhất Mông Cổ. Quyền thần nhà Tống khi đó là Hàn Phác Thụ biết được chính trị nước Kim đã hủ bại nên đã phát động khai hí Bắc phạt. Năm 1206, Nam Tống chính thức khởi binh, triều Kim chỉ trong phút chốc đã để mất hai vùng Hoài Bắc. Tướng Kim là Bộc Tán Quỹ chia quân làm chín lộ, tiến hành Nam Hạ, đến cuối năm thì áp sát Trường Giang, đồng thời vây đánh Tương Dương. Hai bên sau đó giao chiến nhiều năm mà không ai thu được thắng lợi. Cuối cùng, đành phải nghị hòa, sử cũ gọi là Giang Nghị Hòa Định. Năm 1208, Kim Trương Tông qua đời, do cả 6 nhi tử của ông đều chết yểu. Lý Nguyên Phi lập hoàng thúc của ông là Vệ Thiệu Vương Hoàn Nhan Vĩnh Tế làm người kế vị. Triều Kim từ đây bắt đầu suy yếu và đi tới những chương cuối cùng trong hành trình vĩ đại của mình. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ân oán của Đại Kim và nhà Tống. Những chiến binh thiện chiến đã nhấn chìm nước Tống trong nỗi nhục vạn kiếp bất phục, nhưng thời kỳ thịnh thế đã qua đi, Đại Kim cũng đã đi tới cực hạn. Vậy thì suốt cuộc, Triều Kim đã suy yếu và diệt vong dưới vó ngựa của Mông Cổ như thế nào? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong video cuối cùng về Đại Kim nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry Trung Hoa Sử Ký. Trong video kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thời kỳ hưng thịnh bậc nhất của Đại Kim. Thế nhưng,
triều đại nào rồi cũng vậy, có thịnh rồi sẽ phải tới suy. Có lẽ thời kỳ thịnh thế được đặt nền móng từ những Kim Thái Tổ, Kim Thái Tông đã đi tới cực hạn vào thời kỳ trị vì của Kim Thế Tông, Kim Trung Tông, để rồi đế chế của người nước Chân đã dần đi tới chương cuối cùng trong cuộc hành trình vĩ đại của mình. Vậy thì rốt cuộc nhà Kim đã suy vong thế nào dưới vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn cùng đại quân Mông Cổ? Hãy cùng Battle Cry đi tìm câu trả lời trong video cuối cùng của series Đại Kim nhé. Chiến tranh Mông Kim khai màn. Hoàn Nhan Vĩnh Tế sau khi kế vị lập tức lên kế hoạch thanh trừng đám gian thần đang làm lung lay rừng cột quốc gia. Thế nhưng nước Kim đã đi tới cực hạn, khó có thể tìm thấy được các trung thần đủ sức đủ tài để cùng vua xây dựng đất nước. Hoàn Nhan Vĩnh Tế lực bất tòng tâm, vì quyền lực không được tập trung vào tay vua nên đám gian thần vẫn mặc sức lộng hành, hà hiếp dân chúng, khiến cho gốc rễ của Đại Kim lung lay dữ dội, khiến cho thế nước đã loạn càng thêm loạn, thê lương lại càng thêm thê lương. Bấy giờ Đại Ngàn phương Bắc rộng lớn, Thiết Bộc Chân đã lợi dụng sự hỗn loạn của nhà Kim mà thành công thống nhất các bộ tộc Mông Cổ, thành lập lên một đế chế hùng mạnh, lên ngôi đại hãn tối cao, chính là Thành Cát Tư Hãn. Tới lúc này, việc kiểm soát khu vực Đại Mạc rộng lớn và người Mông Cổ đã nằm ngoài tầm tay của người Kim. Với một người đầy can trường và quá dày dặn kinh nghiệm trận mạc như Thành Cát Tư Hãn, ông lập tức nhận ra sự hỗn loạn, thù trong giặc ngoài của Đại Kim chính là cơ hội ngàn năm có một để Mông Cổ quật khởi, kiến tạo nên một đế chế lưu danh muôn đời. Thành Cát Tư Hãn ngày đêm thao lược quân đội, chuẩn bị lương thảo, sẵn sàng xuất chiến Nam Hạ diệt Kim bất cứ khi nào. Khi đó tại phía Nam và Tây Nam Mông Cổ, cả hai thế lực năm nào là Tây Hạ và Kim đều đã đi tới những bước cuối cùng trong chuyến hành trình vĩ đại của mình, và đó đều là hai mục tiêu mà Thành Cát Tư Hãn nhắm tới. Để có thể dốc toàn lực diệt Kim, quân Mông Cổ đã chọn Tây Hạ làm nơi đầu tiên để thực hiện cuộc chinh phạt vĩ đại của mình. Đánh dẹp được Tây Hạ đồng nghĩa với việc liên minh Kim Hạ sẽ bị phá vỡ, quân Mông Cổ có thể công đánh Kim từ hai hướng Bắc và Tây Bắc. Đó mới là thượng sách. Lần xuất chinh này là lần xuất chinh ra ngoài biên đại đầu tiên của Thành Cát Tư Hãn cùng với quân Mông Cổ, nên ông đích thân dẫn binh, vó ngựa Mông Cổ băng băng tràn qua biên giới tiến vào Tây Hạ. Quân Mông Cổ đi tới đâu đồ sát người dân tới đó, lại còn cướp bóc lương thực của cải châu báu, khiến cho người người kinh hãi. Quân Tây Hạ không thể chống đỡ, liền cho người sang cầu viện nước Kim. Thế nhưng Hoàn Nhan Vĩnh Tế không cho quân đi ứng cứu, khiến cho Thành Cát Tư Hãn nhanh chóng giã nát những tuyến phòng thủ còn lại của Tây Hạ và buộc Tây Hạ phải bẹp dí dưới gót giày của người Mông Cổ. Cùng với sự kinh hãi và thuần phục từ Mông Cổ, Tây Hạ cũng hận nước Kim đến tận xương tủy, cuối cùng đã quay xe và đảm nhận trọng trách tấn công nước Kim từ phía Tây, quyết chí cùng Mông Cổ phạt Kim. Việc Hoàn Nhan Vĩnh Tế không chịu xuất binh trợ chiến thực sự là một nước cờ đi thẳng vào lòng đất, khiến quân Mông Cổ hừng hực khí thế sau những chiến thắng dễ dàng, mà còn khiến Tây Hạ bỏ Kim theo Mông Cổ, hại lại càng thêm hại. Sau khi thành công thu phục được Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn ngày càng tỏ ra mưu đồ Nam Hạ của mình để trở thành một đế chế vĩ đại nhất. Mông Cổ và Thành Cát Tư Hãn bắt buộc phải nam tiến, chiếm lấy những vùng đồng bằng máu mỡ ở phương Nam, và đó chính là cơ sở để Mông Cổ có được hậu phương vững chắc, từ đó có thể yên tâm xuất quân chinh phạt toàn bộ lục địa Á Âu. Tuy nhiên tại thời điểm đó, triều đình nhà Kim do tộc người Nữ Chân kiểm soát ở phía Bắc Trung Quốc chính là chướng ngại vật lớn nhất cho con đường nam tiến của Mông Cổ. Nước Kim là cái gai trong mắt của Thành Cát Tư Hãn nếu ông muốn chinh phạt thế giới. Chưa kể trong quá khứ, nhà Kim thường xuyên quấy phá và bắt Mông Cổ phải cống nạp lễ vật. Việc tiến đánh Kim sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề đang bủa vây đế chế Mông Cổ mới thành hình. Chỉ cần Kim quốc sụp đổ, con đường tiến xuống phía Nam của Thành Cát Tư Hãn sẽ rộng mở, và con đường chinh phục Trung Hoa rộng lớn cũng sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi Nam Tống cũng đang trong thời kỳ suy thoái nặng nề, chỉ cần một cú đấm là có thể giải quyết triệt để. Có thể nói rằng chiến dịch đánh Kim của Mông Cổ chỉ có lợi chứ không có hại. Đánh bại Kim đồng nghĩa với việc bàn tay của Thành Cát Tư Hãn đã nắm gọn được Trung Hoa, vừa chiếm được mối lợi lớn, vừa trả được mối quốc hận phải cống nạp bao năm, sẽ thúc đẩy sĩ khí lên cả ngút trời. Đại Hãn của Mông Cổ có thể thoải mái chủ tính những kế hoạch chinh phạt vĩ đại. Để có một cái cớ cho cuộc xâm lăng, năm 1210, Thành Cát Tư Hãn đã sỉ nhục Hoàn Nhan Vĩnh Tế bằng cách công khai nói rằng Hoàng đế Triều Kim hèn nhát và không đủ tư cách làm thiên tử. Thành Cát Tư Hãn còn nói, Hoàng đế phải là người nhà trời như ta mới phải. Khi Hoàn Nhan Vĩnh Tế biết tin, ông ta vô cùng giận dữ và ra lệnh xử tử sứ giả của Mông Cổ. Căng thẳng giữa hai bên bắt đầu leo thang chóng mặt. Sau đó một năm, quân Mông Cổ đã tấn công nhà Kim với quân số lên tới 90.000 người, chỉ để lại 2.000 người canh phòng ở căn cứ. Điều này đồng nghĩa với việc
97% quân Mông Cổ được huy động cho trận chiến này. Cuộc chiến tranh Mông Kim khiến người nữ chân mãi mãi ôm hận cũng từ đây mà nổ ra. Trong trận đại chiến Dã Hổ Lĩnh, quân Mông Cổ tuy lực lượng yếu hơn nhưng với khí thế ngút trời và sức chiến đấu tinh nhuệ đã làm gỏi 40 vạn đại quân của Kim do Hoàn Nhan Thừa Dụ và tướng Hoàn Nhan Cửu Cân chỉ huy. Quân Mông Cổ sau đó tiến quân như thác cuốn, đánh thẳng vào Hoa Bắc, khiến quân Kim nhiều trận đại bại, cứ đánh là thua, cuối cùng chỉ còn cách rút về kinh đô cố thủ. Trung đô của nhà Kim cũng cứ như vậy mà bị Mông Cổ vây hãm nhiều tháng trời. May mắn cho Kim, trung đô thành Cao Hào Sâu khiến quân Mông Cổ không thể công đánh dễ dàng. Tại Mông Cổ cũng xảy ra một chút biến động nên thành Cát Tư Hãn buộc phải lưu binh. Trung đô như vậy được giải vây. Thế nhưng cũng chỉ 2 năm sau, quân Mông Cổ một lần nữa lại hưng binh thảo phạt nước Kim. 2 năm ngắn ngủi chẳng thể giúp Hoàn Nhan Vĩnh Tế kiến tạo đại Kim hùng mạnh một lần nữa, nên quân Mông Cổ lại giãn nát các tuyến phòng thủ được quân Kim xây dựng. Nước Kim giờ đây đã như cá nằm trên thớt, nội loạn nổi lên khắp nơi, biến nơi đây thành một mớ bùi nhùi đầy hỗn loạn. Đến năm 1213, một tướng Kim là Hồ Sa Hổ đã quá căm hận Hoàn Nhan Vĩnh Tế bất tài nhu nhược, liền giết hại. Sau đó lập thứ huynh của Kim Trương Tông là Hoàn Nhan Tuần kế vị, tức Kim Tuyên Tông. Dù nước Kim đã có quân chủ mới nhưng vận mệnh thì cũng chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Các cuộc chiến tranh giành quyền lực hoàng thất vẫn diễn ra như cơm bữa, khiến cho thế nước ngày một suy yếu nghiêm trọng. Thành Cát Tư Hãn cùng quân Mông Cổ càng đánh càng hăng, mặc sức mà phá thành cướp đất của Kim. Các lộ quân Mông Cổ đánh bục mặt quân Kim trên khắp các mặt trận. Chỉ trong năm 1213 mà chiếm toàn bộ đất Kim, triều đình nhà Kim chỉ còn giữ được một khu vực nhỏ gồm 11 thành, đó là Trung Đô, Trần Định, Đại Danh, v.v. là chưa bị mất. Một năm sau, Kim Tuyên Tông đã cầu hòa, dâng vàng và kỳ quốc công chúa cho thành Cát Tư Hãn, đạt được Mông Kim nghị hòa, đổi lấy sự bình yên cho đại Kim trong một thời gian ngắn ngủi. Sau khi Mông Cổ rút lui, Kim Tuyên Tông vì quá kinh hãi trước sức mạnh của kỵ binh Mông Cổ nên thẳng thừng bỏ qua khẩn cầu các đại thần, nhất quyết chạy về phía nam, rời đô từ Trung Đô đến Biện Kinh, kinh đô của Bắc Tống. Thế nhưng sau đó, quân Mông Cổ vin vào lý do Kim thuần phục Mông Cổ mà lại tự ý rời đô, không thông qua ý kiến nên lại hưng binh phạt Kim một lần nữa. Quân Mông Cổ tiến đánh khiến cho thế nước Kim trở nên đại loạn, quần thần không ai dám lĩnh mệnh kháng địch. Một tướng quân tên là Bồ Tiên Vạn Nô tự mình lập làm hoàng đế tại Liêu Đông, khiến cho quốc lực của Kim đã yếu lại càng thêm yếu. Từ khi Kim Tuyên Tông nam tiến, nước Kim chỉ dần lụi tàn đi, Mông Cổ đã thay thế Kim trở thành bá chủ Đông Á. Thành Cát Tư Hãn cũng chẳng còn coi Kim là đối thủ trong mắt nữa, mà cho tướng Mộc Hoa Lê trấn thủ đất Kim, tiếp tục uy hiếp triều đình nhà Kim, còn ông ta thì trở về Mông Cổ trước khi dẫn đại quân tấn công đế quốc Khwarizm Ba Tư. Về phía triều đình nhà Kim, dù đã cố gắng thực hiện nhiều nỗ lực cải cách nhằm chấn hưng đất nước nhưng quốc số đã tận, mọi kế hoạch đều đã hóa hư vô. Năm 1224, Kim Tuyên Tông băng hà, thái tử Hoàn Nhan Thủ Tự kế vị, tức Kim Ai Tông, chính là người viết nên những chương sử cuối cùng trong chuyến hành trình vĩ đại của đại Kim. Tam Phong Sơn đại chiến, Kim Quốc đại bại. Sau khi Kim Ai Tông kế vị, ông khuyến khích sản xuất nông nghiệp hòa hảo với Nam Tống và Tây Hạ, khiến cho quốc lực của Kim có thể cải thiện phần nào. Đến năm 1228, lợi dụng tình thế quân Mông Cổ phân tán tại quá nhiều mặt trận, Kim Ai Tông đã chỉ đạo Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng và các danh tướng kháng Mông đánh tan quân Mông Cổ trong trận Đại Sương thuộc khu vực Cam Túc ngày nay. Chiến thắng này đã giúp quân Kim lấy lại được khí thế và tiếp tục chiến đấu với quân Mông Cổ. Tin tức về thất bại này cũng nhanh chóng bay tới tai của Thành Cát Tư Hãn. Ông cũng nhanh chóng nhận ra mối lo ngại từ vùng đất tưởng như đã nằm trong túi này. Bất đắc dĩ, vị đại hãn của Mông Cổ buộc phải tạm hoãn các cuộc chinh phạt phương xa lại và tập trung tận diệt các thế lực còn sót lại tại Trung Nguyên. Năm 1227, đích thân Thành Cát Tư Hãn dẫn đại quân phạt Tây Hạ, Tây Hạ vong quốc và mục tiêu tiếp theo chính là nước Kim. Tuy nhiên, trong cuộc chinh phạt Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn bất ngờ đã qua đời, khiến cho tiến trình phạt Kim chậm đi 2 năm. Đến năm 1229, Hoa Khoát Đài đã kế nhiệm cha và trở thành vị đại hãn thứ hai của đế quốc Mông Cổ. Công cuộc diệt Kim chính thức bắt đầu. Để thực hiện mưu đồ của mình, Hoa Khoát Đài đã chia đại quân Mông Cổ làm ba đạo. Đại Hãn xuất quân vượt Hoàng Hà, đánh thẳng tới Biện Kinh. Oát Trần Na Nham xuất quân Đông Lộ tới Tây Nam. Đà Lôi xuất quân Tây Lộ từ Hán Trung mượn đường Tống theo Hán Thủy đánh vào Biện Kinh. Cả ba đạo quân hừng hực tiến quân, khi thế lấn át trời xanh, che mở nhật nguyệt, tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống quân Kim bất cứ lúc nào. Thế nhưng, quân Kim mà họ đụng độ lần này đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Các chiến tướng của Kim dùng chút thần uy cuối cùng còn lại của triều đại
mà anh dũng chiến đấu quên mình với quân Mông Cổ. Hai bên ác chiến nhiều trận, cầm cự nhau hàng năm trời. Quân Mông Cổ không sao công đánh nổi. Cuối cùng Oa Khoát Đài đành phải dẫn một cánh quân khiêu chiến với quân Kim, trong khi để đại tướng Tốc Bát Đài điều động đại quân vượt Hoàng Hà tấn công Biện Kinh. Thế nhưng quân Kim đã không trúng kế mà tương kế tiểu kế, cho một đạo quân nhỏ phô trương thanh thế, vờ như đã mắc bẫy, cố tình cầm cự với Oa Khoát Đài, trong khi thì huy động đại quân tiến đến phía bắc Biện Kinh, dự chủ sẽ tổ chức giao chiến với quân của Mông Cổ tại Tam Phong Sơn, một đòn bất ngờ mà diệt sạch quân địch, định lại Sơn Hà. Khi đạo quân của Tốc Bất Đài vượt Hoàng Hà, quân Kim dự định sẽ dùng lực lượng lớn lên tới 3 vạn tinh binh của mình để chế ngự quân địch. Quân Kim khi đó sẽ chặn đánh, khiến quân Mông Cổ tiến lên thì gặp đại binh, tháo chạy thì gặp phải sông lớn, tất sẽ đại bại. Quả đúng như những gì được quân Kim chủ tính, quân Mông Cổ vừa vượt sông thì bất ngờ bị quân Kim tập kích, ngay lập tức lâm vào thế bất lợi. Quân Kim thấy thế, tràn lên như nước vỡ bờ, càng đánh càng hăng, anh dũng lạ kỳ, dường như ai nấy đều có thể địch lại được thiên binh vạn mã, khiến quân Mông Cổ vạn phần kinh hãi. Tuy nhiên, thiên ý dường như đã an bài cho sự lụi tàn của Kim. Khi quân Kim sắp giành thắng lợi, thì bất ngờ một đạo quân lớn do Đà Lôi, con trai thứ tư của Thành Cát Tư Hãn, từ đâu tới tiếp viện. Có được quân tiếp viện, quân Mông Cổ lập tức lấy lại thế trận, điên cuồng đổ sát quân Kim. Sau nửa ngày giao chiến, quân Mông Cổ càng đánh càng hăng, trong khi quân Kim tử thương quá nhiều, cuối cùng đại quân của Kim đã bị Mông Cổ vây hãm tại Tam Phong Sơn. Đám tàn quân có thể bị tiêu diệt bất cứ khi nào. Sau 3 ngày 3 đêm bị vây hãm, chủ soái quân Kim biết rằng nếu cứ cố thủ mãi cũng không phải là cách hay, chỉ bằng hãy cho quân liều chết phá vây, mở ra một con đường máu mới có cơ hội thoát thân. Quân Kim sau đó thành công phá vây, chạy về thành Quân Châu. Quân Mông Cổ cũng không dễ dàng buông tha cho quân Kim, lập tức điều đại binh đánh thẳng vào thành Quân Châu. Quân Kim chống đỡ không nổi, nhanh chóng bại trận, thành đổ người chết, toàn bộ những đại tướng kháng Mông của nước Kim đều bị chặt đầu. Quân Kim từ đó không còn cơ hội vực dậy nữa. Quân Mông Cổ cũng nhân đà chiến thắng mà đánh thẳng vào Biện Kinh, khiến thế nước Kim nguy ngập vô cùng. Chiến dịch Thái Châu, đại Kim diệt vong. Sau khi đả bại quân Kim trong trận Tam Phong Sơn, về cơ bản triều đại Kim đã hoàn toàn diệt vong. Kim Ai Tông chỉ còn có thể giữ lại được một khu vực nhỏ bé tại Biện Kinh và phía Nam. Mông Cổ cũng chẳng còn muốn đêm dài lắm mộng, quyết chí một trận diệt sạch quân Kim nhằm tiến hành các cuộc chinh phạt về phía Nam sông Trường Giang, nên đã đề nghị Nam Tống cùng mình liên thủ để tận diệt nước Kim. Nam Tống vì muốn trả mối quốc hận năm xưa nên lập tức đồng ý cho tướng Mạch Củng dẫn theo 2 vạn đại quân tiến lên phía Bắc cùng với quân Mông Cổ bao vây quân Kim. Kim Ai Tông hay tin đó, mặt cắt không còn giọt máu, liền vội vã cho quân rút khỏi Biện Kinh, chạy tới Thái Châu, tập hợp được khoảng 3 vạn quân, hy vọng rằng có thể dựa vào địa thế nơi đây cùng chống lại liên quân Tống Mông Cổ. Mùa đông năm 1233, quân Tống đã thành công hợp cùng với quân Mông Cổ, tiến hành siết chặt vòng vây tại Thái Châu. Quân Kim trong thành Thái Châu ra sức phòng ngự. Thế nhưng, trời đông giá rét lại bị chặn đường nước và lương thực, nên quân Kim sinh ra nhiều loại bệnh tật. Thậm chí, có một số thời điểm cả phụ nữ và người già trong thành cũng phải tham gia vận chuyển củi để sưởi ấm, đủ thấy quân Kim đã suy yếu tới nhường nào. Đến tháng 12 năm đó, lớp phòng thủ đầu tiên của Thái Châu đã bị liên quân phá tan, vòng vây lại càng bị siết chặt. Người Kim ép già trẻ làm việc nấu dầu, gọi là pháo dầu người. Mọi người không kham nổi khổ sở, nhiều người trong số đó đã lợi dụng đêm tối mà trốn chạy đầu hàng liên quân. Quân Tống và Mông Cổ vì vậy mà có được rất nhiều tin tình báo quan trọng trong thành Thái Châu. Sáng ngày hôm sau, quân Tống cùng quân Mông Cổ một lần nữa đã tiến công phá được thành nhỏ phía tây Thái Châu, khiến cho tình thế quân Kim ngày một nguy ngập, vòng vây siết chặt tới ngộp thở. Kim Ai Tông muốn xông ra từ thành đông bị rào cản lại, giao chiến với liên quân một chặp mới chạy thoát trở về, giết ngựa để khao tướng sĩ và rồi thừa nhận là không một cách gì để đột vây. Sang tới năm 1234, liên quân biết rằng quân Kim trong thành Thái Châu chịu đói chịu khát đã lâu ngày, liền bay trò ca hát ăn uống, âm thanh vọng vào trong thành. Người trong thành đó là than thở không thôi. Những kẻ ra hàng cho biết đã 3 tháng không có lương thực. Đến tháng 2, dòng người đầu hàng liên quân ngày một nhiều, họ quyết định sẽ tổ chức một đòn cuối cùng kết thúc cuộc chiến. Quân Mông Cổ phá thành tây, làm 5 cửa tiến vào, tấn công gay gắt, đến chiều mới lui, còn lớn tiếng nói ngày mai sẽ đánh tiếp. Đêm ấy, Kim Ai Tông triệu tập trăm quan truyền ngôi cho Đông Diện nguyên soái Hoàn Nhan Thừa Lân. Sáng hôm sau, Hoàn Nhan Thừa Lân lên ngôi, tức Kim Mạt Đế.
hôm ấy, cánh quân của Mạnh Củng chạy vào cửa Nam, tiếp tục uy hiếp quân Kim, khiến nhiều chủ tướng của quân Kim xin hàng. Bây giờ, lễ lên ngôi vừa xong, Kim Mạt Đế đưa quân ra chống cự, thì mặt Nam đã dựng cờ Tống. Ít lâu sau, bốn mặt đều có tiếng trống, quân giữ mặt Nam đều bỏ trốn. Mạnh Củng đưa quân vào thành, Thái Châu chính thức thất thủ. Kim Mai Tông hay tin, liền kinh hãi mà thất cổ tự vẫn. Các trung thần nghĩa sĩ cuối cùng của nhà Kim, cùng 500 tinh binh, đều theo ông mà tự sát. Kim Mạt Đế lui về trấn giữ Tử Thành, nghe tin Kim Ai Tông tự sát, bèn xoái quần thần và khóc. Lễ cử A chưa xong thì thành bị phá, liền quân xông vào, Mạt Đế chết trong đám loạn quân. Quần thần Kim đốt thây của Ai Tông còn chưa tắt khói, không kịp đem di cốt đi, Mạnh Củng cùng quân Mông Cổ đã chia nhau thi thể của Kim Ai Tông và tài sản trong thành. Triều Kim từ đó đã chính thức diệt vong, biến mất một lần và mãi mãi, khép lại cuộc hành trình vĩ đại của mình. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hành trình lập quốc, hưng thịnh rồi suy vong của Đại Kim qua 3 video. Các bạn có suy nghĩ gì về cuộc hành trình vĩ đại này? Hãy để lại ý kiến cùng Battle Cry bàn luận nhé!